Mình thưa quý bà con, Minh Toàn đang đứng ở tại gần với Hạ Long Bay, thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và đây thì như quý bà con không biết là có nhìn rõ hay không, đằng phía trước xa xa kia là có một cái con tàu rất là lớn, mà người ta bảo là, Nguyễn Toàn hỏi thì được biết là cái con tàu này là sức chứa là 5.000 khách đấy. Con tàu đằng trước mặt quý bà con cô bác ấy, 5.000 khách. Và con tàu này là ngày hôm nay là cập đến tại Hạ Long, thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thì con tàu này nó không vào được cái bến này, bởi vì bến này là nó cạn, nó nông quá, thành ra con tàu này nó phải đậu ở ngoài bìa xa xa ngoài kia, bởi vì nó khá là lớn, rất là lớn, thành ra là có cái phải có các cái du thuyền màu đỏ đỏ mà đang đi đằng trước mặt quý bà con cô bác ấy, đấy, cái du thuyền đấy là phải đưa khách từ cái con tàu đấy và đưa về cái bến cảng này. Ở trước mặt chúng ta là cái cầu Bãi Cháy rồi, có rất là nhiều câu chuyện bên cầu Bãi Cháy. Thì hôm nay Minh Toàn cũng đi quay vlog và gặp cái cảnh tàu lên này, và Minh Toàn xin đứng lại để ghi lại một số cái hình ảnh gửi đến quý bà con cô bác. Cái con tàu này tàu 5 sao, Minh Toàn được biết thông tin là tàu 5 sao, còn không biết là từ nước nào về đây. Nhưng mà du khách ở đây thì Minh Toàn cảm thấy du khách ở đây là chủ yếu là du khách Trung Quốc là nhiều, và cũng gồm các nước khác nữa, bởi Minh Toàn thấy nói nhiều thứ tiếng lắm. Và đây là một số cái du khách mà sau khi lên từ tàu lên thì người ta sẽ lên bờ ở đây và đi taxi và đi tham quan, đi shopping, du lịch các cái nơi khác. Đấy. Ở đây thì con tàu này là nó đậu ngoài kia chứ nó không vào đất liền đâu bà con ạ. Chú ơi, tàu này chứa bao nhiêu khách chứ chú nhỉ? Mấy nghìn khách nhỉ? Và ở đây thì cái tàu này nó dừng ở ngoài kia, thành ra là Minh Toàn cũng xin phép di chuyển chứ không ở lại đây nữa để mất thời gian bà con. Wow, em gái mẹ ba em gái xinh đẹp hết nhỉ. Đấy, quý bà con của bác thấy đây là cái dọc vỉa hè. Và đây là những cái con tàu đánh cá, đánh bắt cá về neo đâu ở đây. Ở phía xa xa của chúng ta đầu kia là cái cầu tàu mà ra ngoài đấy rồi. Chúng ta đang ngược lên phía Hạ Long Bay quý bà con cô bác ạ. Đây, Minh Toàn xin phép đi xuống dưới đường này. Đấy là các du khách mà mới ở tàu lên ấy.
Và chúng ta đang lưu thông ở bên dưới cái cáp treo của từ Hòn Gai về với Bãi Cháy. Đây là cái cáp treo từ Hòn Gai về Bãi Cháy các bà con ạ. Về với Hạ Long mùa này không phải là mùa du lịch nhưng mà cũng thu hút rất là nhiều khách. Đây là cái bên xuống của cáp treo. Đấy, các bà con thấy. Và trong cái khu này, trong khu mà trước mặt chúng ta là cái khu vui chơi giải trí của Hạ Long Bay. Còn trước mặt chúng ta là cái khách sạn Mường Thanh, Quảng Ninh. Rất là lớn. Đây, trước mặt chúng ta là cái khu vui chơi giải trí của Hạ Long Bay rồi các bạn con. Các cái cầu trượt. Và đây là cái cổng mà chúng ta vào Hạ Long Bay các bà con ạ. Đây là cái cổng Hạ Long Bay. Xuống bãi biển Hạ Long Bay chúng ta vào đường đấy. Dọc theo cái tuyến đường này thì đang xây dựng rất là nhiều, gồm những cái khu biệt thự, căn nhà liền kề như trước mặt chúng ta đang xem. Xe quay đầu khá nguy hiểm. Chúng ta ngược như này là chúng ta về Bãi Cháy, còn nếu mà chúng ta đi ngược trở lại là chúng ta sang Man Hòn Gai các bạn.
Ờ, em gái mà mình toàn cứ tưởng là con trai. Cao to quá. Đến chỗ cái Bùng Binh hay còn gọi là cái vòng xuyến này thì nếu mà rẽ phải là chúng ta về đường Hạ Long, còn đi thẳng là chúng ta đi ra cái đường quốc lộ. Đây, đây là khu resort Vinpier. Mặt chúng ta là khu resort bên kia đấy ạ. Đây, như quý bà con cô bác thấy là đây đang quả đồi nhưng mà người ta đào đất để người ta xây các cái căn biệt thự. Sau này những căn biệt thự này rất là hoành tráng, rất là đẹp. Một số du khách thì về cái đường này để ăn uống. Đường này cũng khá là sầm uất. Đây là chúng ta về cái khu vực ao cá Hạ Long rồi quý bà con cô bác. Trước mặt chúng ta là cái ao cá Hạ Long. Và chúng ta đang lưu thông trên cái tuyến đường là Cái Dăm.